tối ngày 15 tháng 8, chương trình nghệ thuật đặc biệt mùa Vu Lan, ân nghĩa sinh thành 2024 đã diễn ra tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Chương trình tổ chức với mục đích gửi gắm tấm lòng tri ân của những người con đến các bậc sinh thành, góp phần gìn giữ những giá trị nhân văn truyền thống của người Việt Nam. Hát ở rất nhiều những cái chương trình khác nhau, nhưng tuy nhiên là để có một chương trình mà để được hát à, về những đấng sinh thành thì không phải là quá nhiều đây cũng là một cái chương trình cũng rất là hiếm có và ý nghĩa, à, cho nên là bản thân hương cảm thấy rất là hạnh phúc, à, chào dâng một cái niềm uh, cảm xúc rất là khó nói khi mà mình hát. Sử dụng các loại hình trình diễn nghệ thuật đặc sắc, kết hợp đa dạng giữa âm nhạc, múa, thơ ca, kịch nói cùng các thủ pháp sân khấu hiện đại, chương trình đã đem đến những phần trình diễn nghệ thuật sâu lắng và giàu cảm xúc, ca ngợi công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và nhắc nhở về những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn của thế hệ cháu con. Là một nghệ sĩ thì khi được tham gia một chương trình ý nghĩa như này thì Minh Quân thấy rất là hãnh diện khi làm cũng là một người con được hát lên những ca từ để gửi tới những được sinh thành. Chương trình ân nghĩa sinh thành với ba chương kết nối theo mạch cảm xúc, kịch ngắn và hoạt cảnh được dàn dựng về những câu chuyện xúc động, về tình yêu thương gia đình, làm sống lại những năm tháng ấu thơ, được ấp ôm trong vòng tay của ông bà, cha mẹ hoài niệm những ký ức ấm êm bên gia đình. Ưng nghĩa sinh thành không chỉ là một đêm nghệ thuật, mà còn là cả một chuỗi hoạt động trong hành trình tri ân, báo hiếu mà ban tổ chức thực hiện bền bỉ trong những năm qua. Đó là tổng kết các hoạt động ý nghĩa sẽ mang đến cho khán giả cái nhìn về định hướng an sinh xã hội của báo tuổi trẻ thủ đô đã làm được. Nếu như tiết mục kịch nói của nhà hát tuổi trẻ mang đến những lát cắt về cuộc sống để chúng ta cùng suy ngẫm, thì phần giao lưu của nhóm thanh niên phục chế ảnh liệt sĩ và nhóm bạn trẻ chất chiêu mang mái ấm không đồng cho người vô gia cư ở Hà Nội đã khiến nhiều người xúc động bởi tấm lòng và trách nhiệm của người trẻ trước những vấn đề của xã hội. Ngày hôm nay tôi rất là vui mừng khi được làm một trong những khán giả đến với chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, một chương trình nghệ thuật vô cùng đặc biệt do báo tuổi trẻ thủ đô tổ chức vào mỗi một mùa vu lan nhắc nhở cho mỗi chúng ta về đạo hiếu, về công cha, về nghĩa mẹ. Và với cá nhân của tôi thì đây là một chương trình mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt, cho những ai hãy còn cha còn mẹ thì ngay bây giờ hãy về nhà và nói với mình, hãy nói với cha với mẹ mình những lời yêu thương, con yêu cha, con yêu mẹ. Chương trình ân nghĩa sinh thành đã đưa khán giả trở về những giá trị cốt lõi trong tâm khảm mỗi người, với lòng biết ơn ngập tràn những giá trị tưởng chừng giản đơn mà vô cùng vĩ đại để rồi càng thêm trân trọng những giờ phút hiện tại. Đặc biệt, chương trình cũng trao 30 suất học bổng và quà đến những tấm gương điển hình về lòng hiếu thảo trong thanh thiếu nhi thủ đô. Khi mà nhận được món quà của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành thì em cảm thấy rất là xúc động. Đây sẽ là nguồn động lực rất lớn để em có thể tiếp tục học tập và sẽ giúp đỡ gia đình em bớt khó khăn hơn để em có thêm niềm tin và động lực để tiến về phương tương lai phía trước. Ạ. Thông qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, ban tổ chức mong muốn mang nghệ thuật, truyền tải thông điệp nhân văn, khơi dậy khát vọng hòa bình, tình yêu thương và hiếu kính với các đấng sinh thành đặc biệt tôn vinh những anh hùng liệt sĩ các mẹ việt nam anh hùng đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ về lòng tri ân và trách nhiệm trong hành trình trưởng thành